Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với mọi người 5 điều vàng trong nghệ thuật kinh doanh. Trong bất kỳ hoạt động nào thành công đều cần phải có nghệ thuật, và trong kinh doanh cũng vậy. Trong kinh doanh, nghệ thuật là sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố: ngôn ngữ giao tiếp và phong cách giao dịch. Nó tạo ra sự thu hút diệu kỳ của người bán hàng và là cơ sở để lôi cuốn và thu hút khách hàng. Năm yếu tố đó là: một là mỉm cười. Mỉm cười đối với người bán hàng là chất xúc tác và là công cụ giao tiếp. Người bán hàng biết cách cười thân thiện và thái độ niềm nở sẽ tạo ra sự thiện cảm đối với khách hàng và giữ chân khách hàng. Và yếu tố thứ hai đó là sự trung thực. Đây là một đức tính mà khách hàng đòi hỏi phải có của người bán hàng. Trong kinh doanh, dù bạn có khôn khéo đến đâu nhưng cũng cần phải trung thực đối với khách hàng. Trung thực trong kinh doanh có nghệ thuật và không có nghệ thuật là ở cách áp dụng. Trung thực không có nghĩa là bạn quá thật thà. Trung thực nhưng đòi hỏi bạn phải khéo léo trong cách khen ngợi và giao tiếp. Yếu tố thứ ba đó là an toàn. An toàn ở đây là cảm giác an toàn khi khách hàng dùng sản phẩm của mình. Và yếu tố thứ tư đó là tiết kiệm. Trong kinh doanh thì mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận, và nghệ thuật trong trường hợp này là tối đa hóa lợi nhuận và tiết kiệm chi phí một cách thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho cả hai. Và thứ năm đó là chữ tín. Người xưa có câu chữ tín đáng giá ngàn vàng. Và trong nghệ thuật kinh doanh thì chữ tín là tạo dựng thương hiệu và niềm tin trong tâm trí khách hàng. Trên đây là chia sẻ của tôi về 5 điều vàng trong nghệ thuật kinh doanh. Hy vọng nó đóng góp một phần vào kinh doanh của các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.